Xin chào tất cả các bạn, tôi là Văn Tú. Các bạn biết không, năm 2016 là một năm bùng nổ của phim Việt khi các nhà sản xuất đồng loạt tung ra rất nhiều dự án phim hấp dẫn như Tuổi Thanh Xuân 2, Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai hay Tầm Cám Chuyện Chưa Kể. Điều đáng nói, nếu những năm trước đây, những cái tên thu hút khán giả đều là những nam nghệ sĩ như Trấn Thành, Thái Hòa hay Hoài Linh, thì những năm gần đây xu hướng dần chuyển về những gương mặt xinh đẹp. Hãy cùng Tú điểm danh những gương mặt này nhé. Nhưng Dương Lan Ngọc đã trở thành cái tên sáng chói trong làng phim Việt khi liên tiếp thủ vai nữ chính trong hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình vào mùa hè vừa qua, khi chỉ trong vòng một tháng đã có đến 4 bộ phim do cô thủ vai được ra mắt như Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Kim Trường Ma, Nắng và Găng Tay Đỏ. Nhã Phương đã gây được tiếng vang lớn ở màn truyền hình khi những bộ phim cô tham gia đều được khán giả chào đón nồng nhiệt như Tuổi Thanh Xuân phần 1 và phần 2, Vừa Đi Vừa Khóc, Khúc Hát Mặt Trời và Zippo Mù Tạt Và Em. Tên tuổi người đẹp Buôn Ma Thuột còn vượt ra khỏi biên giới Việt Nam khi được yêu mến nồng nhiệt tại nước bạn. Vừa qua, cô còn được vinh danh tại lễ trao giải Seoul International Drama Award 2016 được diễn ra vào ngày 8 tháng 9 vừa qua ở Hàn Quốc. Ngoài ra, khá nhiều người đẹp Việt khác cũng tạo nên được tiếng vang lớn trên màn ảnh Việt trong năm qua như Angela Phương Trinh khi cô liên tiếp được mời đóng vai chính trong các dự án nghiêm túc như Taxi Em Tên Gì, Sứ Mệnh Trái Tim và Vệ Sĩ Tiểu Thư Vai Chẳng Khờ. Ngọc Trinh đã thành công lần đầu khi lấn sân sang diễn xuất với bộ phim kể về chính cuộc đời của mình là Vòng Eo 56. Cho dù họ vẫn luôn phải đứng giữa nhiều luồng ý kiến khác nhau, những dư luận trái chiều, nhưng những bước tiến đó đã phần nào cho thấy mỹ nhân Việt đang ngày càng chủ động, quyết liệt hơn trên con đường trở thành những diễn viên tài năng và đầy thực lực. Ngoài việc làm diễn viên, người đẹp Việt ngày càng chứng minh mình có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không hề thua kém đấng mày râu. Hãy kể đến đả nữ Ngô Thanh Vân với Bom Tấn Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Trong phim, cô đảm nhiệm 4 vai trò khác nhau: nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Trải qua thời gian dài chuẩn bị, tỉ mẩn chọn địa điểm quay, kỹ lưỡng đến từng bộ quần áo của nhân vật trong phim, cuối cùng, đứa con tinh thần đã không phụ những gì mà nữ đạo diễn kỳ vọng. Dù còn vướng phải chút lùm xùm khi ra rạp, nhưng với sự yêu mến của khán giả cùng doanh thu tương đối khả quan, Ngô Thanh Vân đã có một bước tiến đáng kể và đáng ghi nhận trong sự nghiệp. Hay như Ngọc Trinh, từ người mẫu nội y, cô đã có một bước tiến dài trên con đường nghệ thuật khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính trong bộ phim Vòng Eo 56. Từng thước phim là từng sự kiện có thật, đáng nhớ trong chính cuộc đời của cô, từ khi còn là cô bé nghèo quê ở Trà Vinh lên Sài Gòn kiếm sống, bắt đầu bước vào nghề người mẫu ồn ào nhiều thị phi cho đến khi đã trở thành ngôi sao trên sàn catwalk. Đây quả thực là một canh bạc nhiều may rủi đối với Ngọc Trinh khi chưa có nhiều kinh nghiệm phim ảnh, nhưng cô đã bỏ ra tiền tỷ để đầu tư vào một dự án lớn. Nhưng sau khi phim ra rạp, sức hút của phim như đã trả lời cho tất cả những thắc mắc, nghi ngờ của khán giả về tài năng và thực lực của chân dài xinh đẹp này. Bên cạnh đó, phim Việt còn chứng kiến sự lên ngôi của rất nhiều nhà sản xuất nữ. Phải kể đến Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh, Chi Pu hay Ngọc Trinh. Sau cơn sốt phim Yêu vào cuối năm ngoái, Chi Pu, người đẹp Hà Thành, còn khẳng định năng lực của mình ở rất nhiều lĩnh vực khác như biên kịch, sản xuất. Đặc biệt phải kể đến web drama của cô, Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai. Số lượt xem trên YouTube ngày càng tăng đã phần nào chứng minh cho sức hút của bộ phim và sự thành công của Chi Pu. Trước đó, cô cũng từng đảm nhận vị trí diễn viên, biên kịch và sản xuất cho nhiều phim ngắn, trong đó có tác phẩm Cô Gái Trên Tầng Thượng do chính Chi Pu đóng vai chính, kiêm đồng sản xuất, đã nhận được giải thưởng Cánh Diều Vàng cho hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất năm 2015. Tại Hollywood, phong trào nữ quyền trên màn ảnh đã không còn quá xa lạ, nhưng ở một số nước châu Á, làn sóng này vẫn chưa thật sự mạnh mẽ. Với những bước chuyển mình tích cực, đáng ghi nhận của hàng loạt mỹ nhân Việt, khán giả hoàn toàn có quyền an tâm và tin tưởng rằng thời gian tới trên màn ảnh Việt sẽ có thật nhiều đóa hoa rực rỡ, không chỉ có nhan sắc mà còn chinh phục khán giả nhờ tài năng, sự nỗ lực vượt bậc và thái độ cầu thị, chuyên nghiệp trong công việc. Đến đây thì Tú phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình khác trên m.tvplay.vn. Xin chào!